cắm ngọ ao ao của micro cắm vào in của trên loa cái là xong thôi, rồi mở volume lên là xong thôi. Đó là xếp không hả? Chờ mấy món đi vậy. Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là một clip mà bên mình đi lắp đặt. Thì đây là cái không gian mà bên mình lắp đặt. Thì mình sẽ tổng quan qua không gian này một chút để mọi người chúng ta cũng được tham khảo ha. Thì đối với không gian này thì khi mà bên mình xuống khảo sát cho mọi người thì mình thấy là cái không gian nó khá là ồn, khá là vang. Cho nên là bên mình có tư vấn cho khách hàng là giải pháp đó là sử dụng cái chất liệu poly và gắn vào tường như thế này thì nó giảm thiểu đáng kể luôn mọi người. Nói chung là so với cái khi đầu khảo sát và khi mà được gắn như vậy thì mình thấy nó đã cải thiện được 70% rồi mọi người, khá là nhiều luôn mọi người. Trong đó là mới gắn có một vách này thôi. Mọi người chúng ta nghe cái giọng nói của mình nhá, hầu như là hết sạch âm vang rồi. Nó có vang có dội thì khi mà cái tần số thấp á, thì nó sẽ dội một chút xuống dưới trần nhà, xuống dưới nền nhà thôi, nhưng mà khi mà có sofa đồ này kia rồi thì nó sẽ giảm thiểu khá là nhiều đó. Và những cái chất liệu poly như thế này á, khi mà thi công nó rất là tiện lợi mọi người, không có gọi là gây ra những cái bụi bập này kia làm cho căn nhà hoàn thiện nó thêm vầy vả. Cho nên là mình có tư vấn cho khách hàng là sử dụng chất liệu poly này và gắn như thế này, gia công khá là nhanh, khá là đơn giản đó. Thì mọi người chúng ta có thể xem đây rồi chúng ta có thể là để chúng ta tham khảo trường hợp mà chúng ta đang có những căn phòng tất cả xung quanh đều là trơn phẳng, không có một cái chất liệu gì gọi là chất liệu tiêu âm, thì chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp như thế này, giá thành của nó cũng khá là mềm đó. Thì mình sẽ tổng quan qua cái hệ thống này một chút. Mà không gian này đâu đó khoảng tầm 15 mét vuông mọi người ha. Đó, mình tổng quan qua cái hệ thống âm thanh mà mình sẽ lắp trong căn phòng này. Thì đối với căn phòng này thì mình có tư vấn cho khách hàng đó là sử dụng một cặp loa cốt 8 và một chiếc súp MF3. Thì bởi vì phòng không có lớn lắm cho nên là mình không có sử dụng dòng loa 3 tức quá lớn. Và hệ thống máy thì mình sử dụng cho, mình lắp cho khách đó là một chiếc Main Crown XLI2500. Micro vang số thì mình sử dụng vang số cái JBL cái của 80A và micro thì mình sử dụng micro DMX U2008. Thông thường như mọi người chúng ta thường thấy thì hồi trước giờ thì bên mình lắp dòng Soundmix 59 khá là nhiều, nhưng mà nhu cầu khách cao hơn một chút thì mình sử dụng lên dòng DMX, dòng này thì giá thành của nó sẽ cao hơn so với dòng 59, đương nhiên âm thanh nó vẫn hay hơn đó, giá tiền của đó mà. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắn tin nữa. Cái này chưa bắn tin mọi người ha. Này thì dây nhựa thì mình cũng đã đi sẵn rồi. Thì bây giờ còn khâu công đoạn cuối cùng đó là bắn tin và đeo loa. Rồi một lát nữa thì mình sẽ set up rồi mời mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử khi combo này đánh trong căn phòng 15 mét vuông này thì âm thanh nó có đầy không mọi người ha. Thank you.
quay con hướng khác nữa, thành cũng được thì đó, không? Đây. Đã đang làm tay thử rồi. Mới có phải ngoài trời đang mưa. Trời lại nắng đông xa, mưa tuyết ta là tương. Giọt lệ nắng không hắt, chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang mong thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa. Khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa. Người vui bên lo xa xa nơi này. Được vì sao ai? Vòng tay tiếc nuối bước chưa thăm thầm. Nghe giọt nắng. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã có test một vài đoạn nhạc. Thì không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì mình sẽ có đôi lời đánh giá mọi người ha. Thì đối với căn phòng này thì những lúc đầu mình đã có nói. Thì lúc đầu khi mà chưa được gắn những cái tấm ô ly như thế này thì nó rất là vang. Nhưng mà khi mà được bên mình tư vấn và gắn những cái tấm ô ly như thế này thì những cái độ vang nó giảm thiểu rất là tốt mọi người. Đặc biệt là những cái dải mids rồi dải high này kia nó giảm thiểu rất là nhiều. Khi mọi người chúng ta nghe cái giọng nói của mình đây thì mọi người chúng ta cảm nhận được rằng là cái phòng nó không có bị còn vang nhiều như những căn phòng khác mà mình đứng trong phòng mình nói đâu mọi người ha. Nhưng mà có một cái là người chưa ok là cái nền thì tại vì là hiện tại là chưa có sofa, chưa có gì cho nên là cái âm sub á, mình nghe nó chưa được ok cho lắm. Đó, thì mình cân với cái mức độ tương đối như vậy. Ở đây thì anh chị sẽ có trải thảm và sẽ có một cái bộ sofa nằm đây. Thì lúc đó thì nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều về những cái tần số thấp mà khi được dội thẳng xuống nền mọi người ha. Đó, còn ở vách trước đây cũng vậy. Vách trước thì được anh chị cũng sử dụng ốp gỗ theo từng cấp bậc như vậy. Nhưng mà mình có một cái đánh giá là ở phía sau này nó bị hồng rất là lớn mọi người. Mọi người nghe này. Đó. Đó. Mình xét cái bộ âm thanh này mất 3 tiếng đồng hồ vừa mới xong mọi người. Tìm hiểu và nghiên cứu mãi thì khi mình vô tình mình đấm lại phía sau đây thì mình thấy đằng sau này có một lỗ hổng rất nhiều và mình mới phát hiện ra là phía sau này không hề được gắn mút, được có một lớp mút tiêu âm ở bên trong này, cho nên là bên phía sau này y giống như một cái thùng nằm phía sau này thì sub nó dội thẳng và phạm vào trong cái thùng này. Đó, mọi người nghe không? Đánh mà tiếng bass nó ra y như tự là cái tiếng sub ra mọi người. Đó, thì sub nó sẽ bị dội ngược vào đó. Cho nên hồi lại mình xử lý rất là lâu luôn. Mình set up bộ âm thanh này hơn 3 tiếng đồng hồ mới xong được cái xử lý được. Đó. Thì cái này ta phải tìm ra được cái tần số dư và dội ở phần nào để mà cắt cho nó phù hợp. Đó, để cho cái âm sub nó ra được mức độ tương đối và ok nhất mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho một like, share, subscribe. Bye mọi người.